Đây là video hướng dẫn bạn cách để tạo danh sách lưu trữ thông tin khách hàng khi bạn sử dụng tính năng email marketing. Thì danh sách thông tin khách hàng là một nơi để bạn lưu trữ tất cả những thông tin mà khi khách hàng đăng ký thông qua form đăng ký của bạn. Bạn có thể tạo nhiều danh sách khác nhau để gửi cho nhiều chiến dịch marketing khác nhau của bạn. Để làm được điều này thì trước tiên bạn hãy chỉ vào phần email marketing rồi kích vào phần danh sách. Ở đây, để thêm danh sách mới, bạn kích vào thêm mới. Bạn nhập tên danh sách. Ví dụ bạn làm một chiến dịch là tặng quà thì bạn nhập danh sách là danh sách tặng quà. Phần mô tả bạn có thể bỏ qua. Rồi kích vào phần lưu. Bạn tiếp tục xem những video khác của phần email marketing để có thể hoàn thiện được phần này.